Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đang có ý định đàm phán với Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, xin rút lại quyết định hủy đăng cai vòng chung kết vòng chung kết Asian Cup 2023. Đưa ra hồi tháng 5 vừa qua, động thái bất ngờ này khiến báo chí Indonesia như tờ Super Bowl ít bị sốc. Vì sau khi Trung Quốc được chọn đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng quyết liệt xin hủy do ảnh hưởng dịch COVID-19. Khiến cơ quan bóng đá châu Á phải tiến hành mở thầu, chọn lại nước đăng cai mới. Đến nay, đã công bố 4 quốc gia vào chung kết gồm Qatar, Hàn Quốc, Úc và Indonesia. AFC cũng ra thông báo chính thức vào ngày 18 tháng 7. Sau khi xác nhận 4 nước trên tham gia xin đăng cai, các nước này có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 tới đây để hoàn tất mọi hồ sơ đấu thầu. Đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau đó, cơ quan bóng đá châu Á sẽ xem xét và lựa chọn nước thích hợp để công bố danh tính nước chủ nhà mới. Vòng chung kết Asian Cup 2023 vào ngày 17 tháng 10 chính thức thay thế Trung Quốc rút lui hồi gần giữa năm nay. Tuy nhiên, động thái mới đây của Trung Quốc khiến có thể AFC sẽ cân nhắc và lại thay đổi kế hoạch cho vòng chung kết Asian Cup 2023 một lần nữa. tờ Super Bowl ít đánh giá, mặc dù vậy tờ Super Bowl ít cho rằng nếu AFC quay ngược lại quyết định của mình và chọn lại Trung Quốc làm chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2023 thì các nước vừa được chọn vào chung kết xin đăng cai làm chủ nhà mới sẽ ra sao. Trong đó, Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ, và hy vọng làm chủ nhà mới có thể sẽ thất vọng với tình hình hiện nay. Tuy nhiên, tờ Super Bowl ít cũng dự báo, nếu CFA quyết định quay lại xin đăng cai Asian Cup 2023, họ sẽ phải đàm phán với AFC, và chấp nhận mọi yêu cầu về nới lỏng các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, hoàn toàn chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra từ AFC, và cả động thái chính thức từ CFA nên các quốc gia xin đăng cai làm chủ nhà mới của Asian Cup 2023 vẫn còn hy vọng. Trước đây cũng vì ảnh hưởng dịch COVID-19, Trung Quốc xin hoãn tổ chức kỳ ASEAN 19 ở Hàng Châu diễn ra tháng 9 năm nay. Và đã được Hội đồng Olympic Châu Á OCA cho tổ chức lại từ ngày 23 tháng 9 đến 8 tháng 10 năm 2023. Thế nhưng với Asian Cup 2023... Trung Quốc đã xin hủy tổ chức nên việc xin đăng cai lại dù có thể xảy ra, AFC sẽ phải điều đình với các nước vừa tham gia đấu thầu làm chủ nhà mới hiện nay. Theo tờ Super Bowl ít đánh giá, tờ Super Bowl ít cũng cho biết nếu Trung Quốc được đăng cai trở lại Asian Cup 2023, thì Indonesia sẽ là nước thất vọng lớn nhất vì cơ hội để đội tuyển nước này làm chủ nhà. Và nằm nhóm hạt giống số 1 sẽ tan tành, đành phải chấp nhận ở nhóm hạt giống số 4, do vị trí thấp trên bảng xếp hạng FIFA, hiện đứng 155 thấp nhất trong 24 đội dự vòng chung kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ new Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.